Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 119. Sinh vật sở hữu những siêu năng lực kỳ diệu nhất hành tinh, đó chính là kỳ dông Mexico. Loài vật này có thể tự tái tạo gần như toàn bộ các bộ phận trên cơ thể của chúng, như là các chi, bộ hàm, làn da, tủy sống và thậm chí là cả bộ não của chúng cũng không ngoại lệ. Ngạc nhiên hơn nữa là các chi có thể tự tái tạo lên tới hơn 100 lần mà không hề để lại bất cứ vết sẹo nào trên da. Khả năng tự tái tạo của kỳ dông Mexico kỳ diệu đến mức nó có thể chữa lành phần tủy sống đã bị tổn thương trước đó bằng cách tạo ra những liên kết mới giữa các dây thần kinh. Thậm chí kể cả khi bị cắt bỏ một phần não thì chúng hoàn toàn có thể tự tái tạo lại như chưa hề bị mất não. Đặc biệt hơn nữa, khả năng kháng ung thư của sinh vật này hiệu quả hơn gấp 1.000 lần so với động vật có vú. Và không như con người, kỳ dông Mexico hoàn toàn có thể tiếp nhận nội tạng được cấy ghép từ đồng loại mà không hề có bất cứ sự đào thải nào từ cơ thể. Nhận thấy tiềm năng của sinh vật này, các nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu và cố gắng sao chép những siêu năng lực của chúng để ứng dụng lên cơ thể con người trong tương lai.